Đọc luôn nhé, thầy sẽ đọc với các bạn. Rồi hôm nay các bạn sẽ qua cái phần reading ha, phần và ca đầu của mình là sẽ là phần 1. Và cách học cô bé Hưởng lên luôn hả? Rồi bé Linh lên chưa? Rồi Linh. Các bạn đợi xíu nha. Rồi Linh cái à, thầy dặn nè. Bạn nào mà chưa dùng cái ứng dụng thì nhớ dùm tải ứng dụng lên máy tính hay giống như cách thầy đang xài nè. Ứng dụng và máy tính hoặc điện thoại đều được. Các bạn dùng ứng dụng đi ha, tại vì ứng dụng thì nó sẽ lưu cái nick trong đây. Các bạn dùng ứng dụng đi nha. Tại có những bạn sử dụng cái web nó nhiều khi web nó lại không có lưu, rồi để thầy thông báo cái gì đó ở trên đây các bạn dễ theo dõi ha, hay thầy gửi tài liệu này nọ mới thấy. Hình như Linh chưa chưa xài đúng không? Linh nhớ xài giúp thầy ha. Tại tại cái ứng dụng nha, rồi bắt đầu lưu lại nó sẽ nằm trong đây luôn, à, giống như các bạn nè ha. Rồi mình vô luôn nhé. Thì hôm nay các bạn sẽ qua cái phần true false not given. À đây là cũng là cái phần mà đây cũng là cái phần mà các bạn cũng dễ làm thôi ha. Thầy sẽ đọc và do hơi trễ cho nên cái phần này thầy sẽ đọc cho các bạn phần nửa bài đầu ha, nửa cái phần bài. Rồi cái phần sau thì các bạn làm. Rồi mình vô nhé. Rồi thầy đọc, các bạn trả lời cho thầy luôn nhé. Vào ngày 19 tháng 7 năm 1545, vào ngày 19 tháng 7 năm 1545, Tàu Pháp và Anh ha là tham gia vào cuộc chiến tranh trên biển, có nghĩa là họ đang gặp cái chiến sự ha các bạn. Các bạn đợi xíu thì thầy đóng cái cửa lại. Rồi tham gia cái cuộc chiến sự trên biển ha, ngoài bờ biển phía nam nước Anh, ở cái khu vực nước được gọi là Solent, giữa đảo Portsmouth và đảo này ha của Anh luôn. Giữa đảo Portsmouth và đảo này của Anh luôn ha. Thì trong các tàu chiến của Anh có một tàu chiến với tên là Mary Rose, được xây dựng tại Portsmouth khoảng 35 năm trước. Rồi, cô ấy là cái tàu đó các bạn. Có một cái sự nghiệp chiến đấu thành công và rất là lâu. Và là một cái vật dụng ưa thích của, và là cũng là cái tàu chiến yêu thích của vua Henry ha. Giải thích về, account of là giải thích về nha các bạn, giống đồng nghĩa với explain đó. Giải thích về những điều gì đã xảy ra đối với con tàu thì nó rất là nhiều ha, nó rất là đa dạng, động từ nha các bạn. Nó đồng nghĩa với chữ different đó các bạn, nhưng mà cái này động từ ha. À, động từ. Trong khi đó, trong khi có một số người chứng kiến thì đồng ý rằng nó không bị đánh chìm bởi bởi người Pháp ha. Thứ tư hả?
Đâu, thứ tư là bài thứ năm chứ. Hôm nay là bài của thứ hai nha. Là hôm qua thứ hai chưa học đúng không? Thì hôm nay học đúng rồi. Còn bài thứ tư là thứ năm chứ. Tại lớp lớp online học xong sau cái lớp offline. Ý thầy nói là em học bên nâng cao. Em học nâng cao, tưởng em học ca sao, nhưng mà không sao, học hai cao luôn càng tốt. Tại vì chút nữa bài nâng cao là ca sao học. 9:45 á. Rồi. Còn ca đầu này là cơ bản. Còn nếu mà học full bài thì sẽ là 2K bình thường ha. Rồi chút nữa các bạn ơi, chút nữa cuối giờ thầy sẽ nói về cái tiết phụ á, cái tiết phụ thêm cho lớp nâng cao ha. Thì nói chung là thầy sẽ báo hết luôn, bạn nào muốn học thì học. Là cái lớp đó sẽ giải cái phần 3 đó. Tại vì lớp mình sắp có một số bạn thi đó, các bạn thi vào tháng 4. Cho nên là thầy sẽ giải chung và các bạn nào muốn vào học học luôn ha. Thì chút nữa cuối giờ thì thầy báo. Rồi, nói chung là ai vô đều được ha, tại quan trọng là sợ các bạn hơi yếu thì nó đuối thôi, tại phần 3 mà. Hôm bữa giờ chưa học phần 3 nha. Rồi, thầy đọc tiếp nè. Rồi, giải thích về cái điều gì xảy ra đối với con tàu ha. Thì trong một số người chứng kiến á, witnesses thì nó đồng ý rằng là nó không bị đánh chìm bởi, không bị gây hại bởi người Pháp ha. Thì một số người có suy nghĩ ha, giữ cái suy nghĩ rằng là nó đã hết hàng, nó cổ lỗ ha, rồi bị tràn nước ha, rồi nói chung là bị tràn ở cái mức nước rất là thấp ha các bạn, nó giống như gần chìm rồi đó, nó cũ quá rồi. Một số người khác thì nghĩ rằng là nó không được điều khiển tốt bởi những người thủy thủ không có kinh nghiệm. Thì một điều chắc chắn rằng, tuy nhiên một điều chắc chắn rằng là Mary Rose, con tàu này đã chìm xuống cái biển, vùng biển Solent này ở thời điểm đó, mang theo ít nhất 500 người lính theo nó ha. Rồi bây giờ mới quay lại cái câu, cái này nó hơi dài xíu nhưng mà bây giờ mới quay lại ha. Các bạn trả lời cho thầy câu số 1. Có một số nghi ngờ chứ về lý do gây cho con tàu Mary Rose nó chìm. Thì các bạn chú ý cho thầy cái câu mà nó khi nó nói cái này nè, một số cái gì đó. Thì bên bài nó sẽ nói cụ thể ha. Bây giờ thầy đọc lại. Có một số nghi ngờ, thì bên bài nó sẽ nói nghi ngờ gì luôn. Có hay không ha, về lý do tại sao, về cái mà gây ra, cái mà xảy ra đối với con tàu nó bị chìm. Các bạn trả lời cho thầy true false hay not gì vậy? Cứ trả lời đi ha, rồi thầy giải thích. Nhớ nha, cô nhớ nha. Thầy đọc lại cái câu đây là nó nói là có một số nghi ngờ về lý do gây con tàu nó chìm. Thì những cái câu hỏi kiểu này các bạn cũng là kinh nghiệm cho các bạn luôn. Khi mà nó nói một số cái gì đó thì bên bài nó nói cụ thể. Một số nghi ngờ thì bên bài nó sẽ nói ai nghi ngờ cái gì và ai nghi ngờ cái gì về lý do gây ra con tàu chìm ha. Đọc từ khúc này xuống cho thầy, các bạn trả lời ha. Nè, giải thích về vấn đề xảy ra đối với con tàu rất là đa dạng. Một số người đồng ý rằng, một số người suy nghĩ rằng, một số người khác thì có suy nghĩ rằng gì đó. Thì các bạn quyết định đáp án là gì? Cứ trả lời ha. Cứ trả lời theo cái hiểu của mình. Cô lên hay chồng rồi. Linh cứ trả lời nghe Linh. Cứ đoán đi. Cho thầy hướng dẫn.
Rồi đáp án là cứ trả lời bình thường ha, các bạn cứ đoán và trả lời cho thầy thử. Linh trả lời chưa Linh ơi? Trả lời đi em. Cứ đoán thử đi ha, đây là bài đầu tiên của lớp luôn á. Ê, bài đầu tiên của đúng rồi, của bài đầu tiên phần đọc của tháng này luôn. Phương Linh. Rồi đúng rồi. Cứ trả lời bình thường ha các bạn. Ừ. Nay Linh mới lên lên học online đúng không? Thầy quên. À hôm bữa phòng có tiết học viết đúng không mà bữa thầy cảm đúng không? Nhớ nha, khi mà thầy kêu trả lời thì cứ trả lời chung ha. Rồi đúng rồi ha các bạn, câu này là true. Thì các bạn thầy giải thích nè, như nãy thầy nói, đây là kiểu họ ra đề luôn. Và những cái đề khác nó cũng nhiều khi y chang như vậy luôn. Nhớ cho thầy khi mà nó nói rằng đó là có một số, có một vài cái gì đó, có nhiều ha. Some, several, many, a lot of, chung chung này nọ. Thì bên bài nó sẽ nói cụ thể hóa luôn. À, và đây cũng là một cái kiểu đề nó hay ra luôn nè các bạn. Có một số nghi ngờ về cái gì đó thì bên đây nó nói sẽ nói nghi ngờ luôn. Đây thầy chứng minh nè. Một số người đồng ý rằng, trong khi một số người nói rằng, một số người khác thì nghĩ rằng. Các bạn nào nếu có in, nó có in tài liệu ra thì gạch dưới mấy cái này cho thầy ha. Ghi chú lại cũng được. À, witnesses agree that, some maintain hay là top that gì đó. Think that gì đó ha. Đó. Nghĩa là nó sẽ đưa ra nhiều ý kiến, nó sẽ nói cụ thể cho mình các ý kiến luôn. Liên quan tới vấn đề đang hỏi đó là giải thích về nguyên nhân xảy ra đối với con tàu. Chứ nào, đây là một cái trường hợp đó là câu hỏi nó nói chung chung, bên bài nó nói cụ thể và vẫn là đúng nha các bạn. Để đọc lại ha, giải thích về lý do điều gì xảy ra đối với con tàu. Cụ thể là một số người nói rằng nó không bị đánh bởi cái này nhưng mà nó có thể nó chìm bị cái gì khác. Một số người nghĩ rằng là nó cũ ha, nó bị chìm, rồi một số người nghĩ khác thì nó không được quản lý tốt gì đó. À, như nói thì giờ về vấn đề con tàu bị chìm ha. Rồi bây giờ mới quay lại cái câu 2, cái câu số 2. Mary Rose là con tàu duy nhất bị chìm vào trong cuộc chiến 19 tháng 7 năm 55. Cách làm cho thầy nhớ đó là đầu tiên mình phải xét nguyên một câu này có trong bài hay không. Cần phải xét là nó kỳ bình ha, nó kỳ bình có hay không, nghĩa là cần phải xét cái câu này có hay không ha. Rồi sau đó mới xét đến font. Thầy dặn lại là câu font là câu chắc chắn có trong bài, nó chỉ bị sai con số thôi. Thầy ví dụ như, thầy ví dụ thôi ha, nếu mà câu này nó là phone thì chắc chắn nó vẫn nói về trường hợp là con tàu chìm vào thế chiến này, nhưng có thể nó sai con số. Ví dụ như đây là con tàu duy nhất đúng không, bên bài nó nói là con tàu thứ hai hay là con tàu không phải con tàu duy nhất gì đó, có sai con số đó. Thì ví dụ như vậy. Còn câu true thì như nãy rồi chắc chắn đúng ha, nhưng mà true thì hay đổi chữ lắm. Rồi bây giờ thầy nhắc lại ha, các bạn xét cho thầy là có câu này hay không trước cái đã. Phải tính luôn nguyên một cái câu này ha, chứ không chỉ là từ khóa không. Thầy dặn lại đối với cái phần IELTS reading thì thầy hướng dẫn ha. Đối với cái phần IELTS reading thì từ khóa cho dù nó là câu not given vẫn có từ khóa ha. Nhưng mà cứ làm cách đơn giản cho thầy thôi. Phải có xét có nguyên cái câu này hay không. Nó kêu bằng trước ha, xét có hay không. Rồi sau đó mới xét tới font. Thầy dặn lại font và true đều có trong bài. Font chắc chắn vẫn phải có nha, bị sai con số thôi. Rồi các bạn cứ đoán đi, thầy trả lời tiếp. Bây giờ thầy đọc lại câu này là Mary Rose, con tàu này là con tàu duy nhất bị chìm trong thế chiến. Có nói ý này hay không? Hồi nãy mình đọc hết luôn rồi đó. Nó nói là 19 tháng 4 tháng 7 ha, là có thế chiến này hà. Rồi có nói con tàu, có nói ý bên dưới là con tàu bị chìm. Rồi. Nhưng phải xét là có cái câu là nó là con tàu duy nhất bị chìm hay không. Trả lời cho thầy ha. Cứ mạnh dạn đi các bạn.
Rồi, đáp án là lời hết nha. Ok, đúng rồi, not given nha các bạn, not given. Not given, chính xác. Thầy dặn lại, hồi nãy mới chỉ rồi. Cách xét cái trường hợp này làm cho thầy ngược lại nha. Đầu tiên là xét not given. Là có cái ý này hay không? Thầy dặn lại, phải tính nguyên một câu có ha. Câu này not given đúng rồi. Nhưng từ khóa nó có đó, nhưng mà tính nguyên cái ý nha các bạn. Nếu trường hợp câu này là Fawns nói vẫn phải nói Mary Rose là con tàu duy nhất hay không chìm xuống biển ha, ở thế chiến này. Nhớ cho thầy, cứ mặc định trong đầu cho thầy là Fawns chắc chắn là có câu đó. Nó chỉ sai con số hoặc ngược nội dung. Ví dụ như ngược nội dung thì thầy nói chút xíu nè. Ví dụ như là bên đây nó nói là Mary Rose là con tàu bị chìm trong thế chiến đi. À, thì bên bài nó nói là con tàu Mary Rose không có bị chìm. Là false ha. Có nghĩa là vẫn nói về thông tin là bị chìm, nhưng mà một bên nó có mà nó không. Vẫn là false nha các bạn. Rồi thầy đọc lại câu hai lần nữa ha. Mary Rose là con tàu duy nhất bị chìm. Không có nói về thông tin nó là tàu duy nhất bị chìm ha. Chứ các bạn đừng có tính từ khóa là bị chìm trong thế chiến có bị chìm nha. Nhưng tính nguyên ký cho thầy nha. Đó. Từ khóa chỉ để kiếm câu thôi. Thầy dặn lại. Chỉ để kiếm câu thôi. Rồi. Và nó hay dùng cái đó là để bẫy các bạn đó. Bây giờ thầy đọc tiếp ha. Chỉ là. Nhưng mà trọng tâm thì thầy vẫn hướng tới việc đó là các bạn đọc hiểu cái bài luôn nha. Rồi. Đó là cái thầy nhắc lại. Tiếp tục. Con tàu Mary Rose thì nó nghỉ ngơi dưới đáy biển. Có nghĩa là bị chìm á. Bên mạn phải của nó ha, starboard right hay là right side á, ở cái góc khoảng 60 độ, nằm nằm cái góc này nó nghiêng á các bạn, nó nghiêng về 60 độ, thì cái thân tàu nó hoạt động như là một cái trap, giống như một cái gương, một cái trap hay cái bẫy đó, và nó hốt cát và bùn ha, nó hốt cái cát và bùn được đem tới bởi thủy triều. Rồi, có nghĩa là giống như nó nghiêng á bạn, nó nghiêng qua một bên phải thì cái hầm bên phải nó hút cái cát với lại cái bùn á, vô nó ha, thành ra là nó bị nhấn xuống dưới đáy biển á. Thì kết quả là cái mạn phải ha, starboard là nó nè. Đầy một cách nhanh chóng là đầy hết cát bùn á. Nó lại lúc đó nó lại để ha cái mặt trái, có nghĩa là nó nghiêng qua bên phải thì cái mặt trái nó đưa lên. À, nó đưa lên thì lúc đó cái mặt trái nó bị xâm lấn bởi động vật biển. Eroded, bị xâm lấn ha. Bị xâm lấn, bị tấn công đấy. Cái mặt tiếp xúc trái nè. À, bị xâm lấn bởi đời sống dưới biển. À, và sự phá hủy của hóa học. Mechanical degradation là sự phá hủy về mặt hóa học nha. Nước muối này nói đó các bạn. Ủa, thầy nhầm, phá hỏng về mặt mặt máy móc. Nó sẽ bị tiếp xúc nước muối này nọ, nó bị phá hủy ha. Bởi vì cái cách mà con tàu nó bị chìm thì gần hết ha, gần hết, giống như hầu hết vậy đó. Hầu hết cái mạn phải, một nửa bên phải nó vẫn tồn tại, không bị tác động. Survive intact, tồn tại không bị tác động. Contact là tác động ha, còn intact là không bị tác động. Trong suốt thế kỷ 18 và 17 thì nguyên cả khu vực này nó được phủ bởi khu vực bên phải đó các bạn. Nó được phủ bởi một lớp bùn nâu cứng, bùn nâu cứng. Chính cái này nó giảm cái việc phá hủy ha, xâm lấn đó hơn nữa. Rồi bây giờ mới trả lời cho thầy câu số 3. Hầu hết một bên của tàu Mary Rose không bị hủy hoại dưới biển, đúng không?
Rồi đáp án các bạn trả lời hết nha. Rồi. Trả lời. Câu 3 true chính xác. Đây nè. Hầu hết một bên mạng phải tồn tại không bị tác động. Undamaged. Ok ha. Survive intact. Lay undamaged. Lay có nghĩa là keep. Kept. À, không bị ha. Các bạn hiểu rồi ha. Ok, tiếp tục. Đó mình học luôn từ vựng nha các bạn. Không bị phá hủy ha. Bởi vì nó được nãy mình mới dịch đó, nó bị nghiêng một bên ha. Rồi bây giờ mới tới cái phần mà các bạn sẽ làm ha. Rồi, bây giờ tới phần sẽ làm cho các bạn làm. Tại nãy thầy dù trễ. Rồi phần này thì các bạn sẽ làm cái phạm vi này thì dễ ha. Này sẽ là thông tin dễ. Nghĩa là 5 tới 8 nó thuộc thông tin nào? Ở đây sẽ là các mốc thời gian và nó hỏi mốc thời gian này có chứa thông tin gì, cho nên cái này sẽ không có thứ tự nha, mà mình sẽ coi theo mốc thời gian này 36 này đó, thì ví dụ vậy ha, ví dụ thôi. Thì cái này dễ làm, không có khó đâu. Các bạn coi theo mốc thời gian, sau đó nắm cái thông tin của cái mốc thời gian này, coi phạm vi từ 5 tới 8, chọn thử ha. Bây giờ thầy sẽ đọc cho các bạn hiểu luôn 5 tới 8 nói cái gì, rồi các bạn làm thử nè. Thì đến cái phần làm thử thì nói chung là mỗi khổ này thầy cho các bạn 3, 2 phút ha. Ừ, từ 2 phút thôi. Khổ nào khó thì 3 phút. Rồi. Đó, khổ nào nói chung là từ 2 tới thậm chí là 5 phút luôn, có những khổ dài thì 5 phút luôn. Nghiên cứu về con tàu Mary được bắt đầu. À, launch. Việc khám phá con tàu Mary, khu vực con tàu Mary của một người, ngưng ngưng lại. Nó được đồng ý rằng á là cái thân của con tàu Mary nên được nâng. Khu vực của tàu Mary được tìm thấy tình cờ. Rồi làm cho thầy cái khổ đầu tiên ha, liên quan tới thông tin này. Còn cái này thì chút bên kia mới tới là 2 phút. Nhớ ngày kiếm theo thời gian các bạn sẽ chọn số nào ha, chứ không phải là kiếm số 5 nha các bạn. Nhớ coi chừng lộn đó. Móc thì phải ghi vô cho thầy là số mấy. Thấy nó là thuộc giống như móc A thì thuộc về số mấy thì các bạn ghi số đó ra. Rồi, cứ làm đi các bạn.
Rồi đáp án ha. Các bạn chọn cái gì? Ồ chưa ghi hả? Rồi ghi đi các bạn. Mốc thời gian đầu tiên ha. À ở đây có hai mốc thời gian luôn nha các bạn. Rồi thầy gửi chút xíu đó là năm 36, năm 40. Có hai cái nè. Cho thầy hai đáp án nha. Hai đáp án nha. Rồi trả lời ha. Ok. Các bạn cứ trả lời ha các bạn. A8, B6 hả? B6, 8A. Nhớ ghi là 8A chứ không phải. Các bạn nhớ coi chừng ghi ngược. Tại vì mốt các bạn có thi giấy thì nó sẽ là cái giấy ô câu số 6 với số 8 ví dụ như vậy. À, coi chừng lộn đó. Còn các bạn thi máy tính thì nó có cái list bấm xuống cho các bạn check cho nó dễ ha. Rồi, cái nào cũng được nhưng mà nhớ trong cái phần thi giấy cẩn thận ha. Rồi, 8A chính xác và 6B đúng rồi. Vào 16 tháng 6 năm 1836 thì một số ngư dân ha tại vùng biển này thấy rằng á là cái thiết bị của họ bị vướng vô một cái cấu trúc dưới biển ha. Đó chính là Mary Rose. Thì một cái thợ lặn này đang ha tìm kiếm một cái con tàu bị chìm gần đó và những người ngư dân đã tiếp cận anh ấy và yêu cầu anh ấy tháo giùm cái neo à. Rồi, nhanh vậy, từ từ em. Rồi. Rồi, cái bé Thư thì khá rồi. Có một số bạn có coi bài trước á, giỏi. Nhưng mà thầy dặn lại là mục tiêu cuối cùng của mình vẫn là hiểu hết cái bài ha các bạn. Từ vựng, nhất là những cái từ đồng nghĩa, à, nó sẽ sai là bài khác đó. Thì trước sau cũng sẽ mức là phải hiểu để mình còn làm bài nâng nữa. Chứ mấy cái này thật ra nó cũng còn là nếu mà đối với IELTS thì cái này là dễ ha. Mình còn cái phần sau đó mà. Rồi thầy đọc tiếp. À, giúp mà tháo cái mỏ neo giùm anh ấy ha. Rồi nhưng mà nghe câu này là có rồi, nghe khúc trên là đủ rồi. Nghĩa là do những cái người fisherman thì thấy cái thiết bị vướng vô cấu trúc và nó nói đây là Mary Rose. Thì là vô tình đúng rồi ha các bạn. By chance, à, vô tình mắc. Rồi nó có giải thích bên dưới là như thế nào đó ha. Rồi. Tin đã lặn xuống và thấy cái thiết bị mắc vô một cái miếng gỗ ha, một cái miếng gỗ đang nhô ra từ từ.
protruding slightly là nhô ra các bạn. Nhô ra từ 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 dưới đáy biển ha. Tại con tàu nó bị lật á, bắt đầu nó chuyển mình á, thành ra nó nhô ra. Thì tìm hiểu xa hơn nữa, anh ấy phát hiện những cái miếng gỗ khác ha, và một cái súng đồng. Thì Dean tiếp tục lặn ở khu vực đó liên tục ha các bạn. Cho đến năm 1840, à tới thời điểm này, thì anh ấy đã thấy được nhiều súng đồng, hai cái này, nhiều cái miếng gỗ ha. Hai cái chùy, cái tô, pô giống cái tô đó. Rồi một phần cái máy hút ha, và những cái vật nhỏ khác. 80, 84 thì việc khám phá con tàu của một người ngừng. À, nó hơi chỉnh là chút xíu như các bạn không, nếu mà đọc kỹ không thấy. Đúng rồi, tới năm 80 là ngưng đúng rồi nè. Từ thời điểm đó thì tới thời điểm này anh ấy đã phát hiện nhiều cái ha. Nói chung cách hỏi này thì có thể là nó hơi bậy các bạn, nó không có nói chữ ngưng, nhưng mà theo thông tin là tới đây, nó tìm kiếm tới đây ha. Thì nếu mà trường hợp câu này mà dễ á, thì nó sẽ nói đó là việc khám phá của nhiều người cho ta thấy cái gì đó, hay là cái người này, một người đã tìm thấy được nhiều vật phẩm ha, từ con tàu Mirror, thì nó sẽ dễ hiểu ha các bạn. Rồi cái này hơi dướng xíu xíu ha, hơi dướng thôi để thầy đọc luôn cho. Hơi dướng cho nên là hỏi thầy đọc luôn. Tàu Mirror thì sau đó đã bị lãng quên, rơi vô cái sự lãng quên, obscurity. Rồi cái này nói chung là các bạn faded into obscurity, thì các bạn cho nó đồng nghĩa với chữ là forgotten ha, forgotten là bị quản quên, be forgotten á, bị lãng quên ha. Mấy cái từ này mình xài văn viết hơi bị ngon đó, nói viết đều ngon hết. Nói chung là bên reading mà xài từ vựng thuộc về văn viết là nhiều. Thầy khóa mấy cụm từ này, faded into obscurity, cái này là văn viết rồi, cho 1 500 năm tiếp theo. Cho nên thầy lâu lâu thầy vẫn khai thác mấy cái bên đây, chuyển vào văn viết của mình. Nhưng mà năm 1965 thì một cái nhà lặn ha, một cái thợ lặn amateur này, không chuyên nghiệp này, thuộc thuộc quân đội ha, tên là Michael Key, rồi tới ổng này nè, liên kết với, kết hợp với, in conjunction with, kết hợp với đội lặn biển ha, đội cũng là đội lặn luôn người Anh, thực hiện bắt đầu một cái dự án mang tên là con tàu bị mất. Thì trên giấy, trong khi trên cái giấy á, đây là một kế hoạch để tìm ra nhiều cái xác tàu được biết tại vùng biển này, thì cái mà Michael Key thực sự hy vọng đó là sẽ tìm được con tàu này. Rồi nói chung tới rồi đó, 1965, thông tin số mấy các bạn, trả lời luôn. Ông này kết hợp với đội này bắt đầu dự án con tàu bị mất, trên giấy là tìm những con tàu được biết, nhưng ông này cũng hy vọng là kiếm được Mary Rose, tại Mary Rose lúc đó nó chưa ai biết hết. Số mấy các bạn? 965 C, có nghĩa là số mấy C? Rồi 5C dễ ha, dễ hiểu mà. 5C đúng rồi. Được bắt đầu cái này dễ rồi ha. Các bạn thấy rõ ràng là nó đọc quá trời mà nó chỉ có trả lời cho một câu thôi đúng không? Ừ. Cho nên thật ra là cái mục đích là thầy vẫn muốn hướng các bạn là hiểu luôn cái bài. Nó sẽ là cái lợi thế cho mình làm phần 3, phần đó rất là khó.
nghiên cứu ban đầu, những kỹ thuật nghiên cứu ban đầu thì cho thấy là chưa thỏa mãn. À, cho nên Michael Key thì tiếp tục kết hợp ha, enter into collaborations with, cũng giống như in conjunction with nãy á, kết hợp với ông này, giáo sư của kỹ thuật điện ha, tại Đại học Massachusetts này, đại học nổi tiếng của Mỹ luôn này. Năm 1667, rồi. Cái này không có thông tin nha. Nó vẫn để cho 7 cho các bạn nhưng mà không có thông tin nha, cho nên thầy lướt qua luôn. À, mình kém kiếm theo thời gian ha. Thì cái hệ thống sonar, cái máy scan á, bằng mặt trời, dùng năng lượng mặt trời, cho ta thấy thiết một cái vật phẩm có hình thù kỳ dị ha, không thông thường là kỳ dị đó, hình thù đặc biệt rất là lớn. Thì đây là cái Michael Key tin rằng Mary Rose. Rồi tới phần này tự làm tiếp các bạn. À, rồi làm đi các bạn, tự kiếm thời gian. Và hồi nãy hai câu rồi đúng không, bây giờ hai câu nữa đó, xong là bắt đầu qua phần này là bên cái hình kia. Nhanh ha, làm chung với thầy nhanh lắm. Rồi làm đi các bạn, cứ làm đi, rồi thầy cho cái này chắc cỡ 3 đến 5 phút đi ha, cứ làm đi các bạn.
Rồi. Thôi 7G. Có bạn 7H. À 7G 7H. Rồi thầy đọc nha. Rồi ủa ba bạn kia thì mất tiêu rồi. Rồi thầy đọc nè. Cái việc khám phá hơn xa hơn thì cho thấy những cái miếng gỗ ha. Rồi miếng gỗ và những cái súng bằng đồng. Tuy nhiên khi tiến trình hoạt động tiến trình một cái hoạt động tìm kiếm gì đó. Nói chung là tiến trình nó bắt đầu à một cái biên độ hay góc độ. Tiến trình nó bắt đầu vào ngày 5 tháng 5 1971, một phần khung của tàu đã được tìm thấy ha. Michael Key và đội ông ấy biết rằng chắc chắn họ tìm thấy xác tàu, nhưng không biết rằng nó có chứa nhiều ha, chứa một cái giống như cái rương rồi đó à, các tác phẩm nghệ thuật được giữ lại rất là đẹp, có nghệ thuật về lịch sử luôn à. Ủa câu này có trả lời trên đây chứ, trả lời cho thầy câu số 4 đúng rồi, thầy quên, nó có câu số 4 nữa nha các bạn, thầy quên. Michael Key biết rằng là xác tàu họ thấy á có thể chứa à, xác tàu đó có chứa luôn nhiều vật phẩm lịch sử. Vậy thì đáp án số 4 luôn, các bạn ghi luôn cho thầy đi. Michael Key biết rằng xác tàu họ kiếm có chứa vật phẩm thú vị hay vật phẩm có giá trị. Ở đây đọc lại ha. Michael Key và team thì biết rằng là họ tìm thấy được xác tàu nhưng không biết rằng là nó có chứa các vật có giá trị lịch sử. Rồi đáp án là 4. Phone chính xác ha. Phone đúng rồi. Rồi thầy đọc luôn ha. Đúng rồi, tại vì ở đây là Michael Key không biết unaware, không biết. Không biết nha. Còn đây nó kêu là biết. Thì cũng như vậy. Như nãy thầy nói là ý nó bị ngược ha. Rồi các bạn cứ trả lời nha các bạn ơi. Linh nhớ trả lời nha Linh ơi. Hiểu chưa các bạn? Nó phải có một cái thông tin là biết hay là không về cái việc là con tàu có chứa vật lịch sử ha. Một bên nói không biết, một bên nói biết. À, vậy là ngược đúng rồi. Ngược thông tin. False, chính xác. Bây giờ đọc tiếp nè. Bạn đợi xíu. À, cái này còn có một câu à quên. Nó tốt bên dưới nha các bạn. Rồi 5 giờ thì thôi thầy nói 5G luôn. À 7G luôn. Đúng rồi đó. Như nãy các bạn ghi lộn. Rồi vậy thì thầy đọc lại ha. Ở đây nó nói là tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn rất là đẹp. Ở đây là vật phẩm có giá trị lịch sử. Đó nó hay câu cái câu nhiều khi nó hay sử dụng từ đồng nghĩa như vậy. Quan tâm tới một cái dự án, cái sự quan tâm cho dự án ngày càng tăng thì năm 1979 con cái công ty này được hình thành với hoàng tử Charlie ha, chủ tịch luôn. Rồi tiến sĩ này and doctor rồi là giám đốc của khảo cổ luôn. Thì quyết định liệu rằng là cứu cái con tàu này hay không, so với là phục hồi hay là phục dựng cứu lại ạ. Con tàu này hay không là một cái nhiệm vụ không phải là dễ. Mặc dù
Cái việc khám phá năm 1978 đã cho thấy rằng là có thể nâng con tàu. Thì coi kỹ nha. Năm 1978 cái phát hiện đó, cái khám phá đó, cái vụ việc khai thác á, thì có thể là nâng con tàu, có thể thôi, might be possible thôi. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của việc nâng con tàu khi mà not feasible là không thể ha. Quá trình này nó đã không được given a the go ahead, giống như không được chỉ đạo đó các bạn, không được quản lý, không được chỉ đạo. Cái quá trình này không được chỉ đạo, not given the go ahead, hay là không được tiếp tục đó, cho đến năm 1982 khi tất cả thông tin là đầy đủ. Hiểu vấn đề chưa? Tới năm 1982 khi tất cả thông tin đầy đủ thì thời điểm này là nâng, đúng rồi. Còn ở trên thì 1978 nó bẫy mình ha, nâng con tàu, nhưng đây là có thể thôi. Nhưng sau đó nó lại đưa thông tin là không được, không làm được cho đến năm 82. Rồi bây giờ họ còn dư giờ quá trời, do thầy giải muốn gần hết rồi. Rồi làm tiếp ha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới cái phần điện từ. Rồi các bạn sẽ phần này thầy cho các bạn làm tự do luôn. Xong rồi. Nhưng mà cũng chắc chừng từ 5 tới 10 phút, 5 phút tới 7 phút được rồi. Khoảng 10 phút luôn cũng được. Phần cuối đó các bạn. Rồi. À thôi chia một nửa đi, nhiều quá các bạn sợ các bạn rối. Thì mình sẽ làm tới câu 10 trước ha, thầy cho các bạn cỡ 3 phút. Rồi, nó hơi bự chút xíu ha. Để coi khúc trên đi ha. Thầy sẽ dịch sơ khúc này đi. Một cái yếu tố quan trọng trong việc cố gắng cứu con tàu Mary Rose. Cứu con tàu Mary Rose, đó là cái gì còn lại? Đó là cái thân tàu còn lại ha. Nó là một cái vỏ, hay là cái giống như cái vỏ nó được mở, không gian mở gì đó. Rồi bắt đầu các bạn đọc tiếp đi. Làm cho thầy tới câu 10 ha, thì thầy gợi chút xíu tới câu 10. Đó là câu số 9. Cái gì được gắn vô thân tàu bằng cọng dây? Và cái gì ha, để ngăn chặn hay là hoạt động gì, việc gì gì đó, danh từ hết nha các bạn, không ghi hơn hai từ. Rồi, hoạt động gì cũng được, hay là cái gì này, chắc cái gì quá, để ngăn chặn con tàu bị hút xuống bùn. Rồi làm đi các bạn, 3 phút thôi nha.
Rồi tiếp các bạn. À, ghi ra đi ha, ghi đi 9 với 10 nha các bạn. Rồi tiếp. Frame đúng không? Lift in frame hoặc là frame đi được. Hurry check. Rồi đúng hết rồi ha. Bây giờ tiếp tục và mình sẽ làm cái phần sau luôn nhé. À thôi, cái phần sau đây thầy đọc cho các bạn làm luôn ha. Chứ không kịp rồi. Điều này dẫn đến một quyết định quan trọng được thực hiện. Đó là thực hiện cái quy trình nâng trong 3 bước khác biệt ha. 3 bước riêng biệt. Đầu tiên thân tàu sẽ được gắn vô một cái khung nâng thông qua cái mạng lưới dây ha. Rồi, dây nâng đi, thầy đọc cho nó nhanh. Vậy là khung nâng được gắn vô thân tàu bằng dây. Thân tàu được gắn vô khung nâng, lifting frame. À, để nó đảo ngược là thôi. Khung nâng được gắn vô thân tàu bằng dây ha. Thì cái vấn đề của cái đó, việc thân tàu, vấn đề đó là thân tàu bị hút ngược xuống dưới lớp bùn. Thì cái vấn đề này được xử lý ha bằng việc sử dụng 12 cái trục thủy lực. Vậy là trục thủy lực ha các bạn. Để ngăn chặn con tàu bị hút. Rồi bây giờ khúc tiếp theo ha. Rồi các bạn nào không kịp nhớ nói để thầy dịch lại ha các bạn. Con tàu. Đây, thầy đọc lại đi ha, cho bạn nào có ghi từ vựng lại ghi nè. Quyết định quan trọng ha, đó là thực hiện carry out đồng nghĩa với chữ implement, do, thực hiện. Quy trình nâng, 3 bước riêng biệt. Thân được gắn vô khung nâng thông qua một cái mạng lưới dây ha các bạn. Dây và lưới nâng. Rồi vấn đề con tàu bị hút ngược lại vô lớp bùn được giải quyết bằng việc sử dụng 12 trục thủy lực. Rồi thì những cái trục này nâng nó lên một vài cm thông qua
vài ngày, à, thông qua một chu kỳ vài ngày, có nghĩa là khoảng vài ngày. Thì khi cái trục nâng này, khung nâng này nâng từ từ bốn cái chân của nó, thì cái thân tàu này được nâng hoàn toàn, được nâng thoải mái hay là được nâng hoàn toàn bởi từ cái khung nâng này. À, nâng khỏi hay clear up là khỏi đáy biển và khỏi cái hiệu ứng hút ngược của bùn xung quanh. Thì quy trình cứu tàu này được thực hiện theo bước thứ hai. Rồi bây giờ là bước thứ hai nha các bạn. Rồi bây giờ 11, 12, 13 ha. Ở bước này, rồi cái khung nâng được cố định vô cái móc, gắn vô một cái cẩu ha các bạn. Rồi cái cẩu này, cái khung nâng ha, gắn vô cái móc của cái cẩu. Các bạn giữ máy xíu. Rồi thì giờ tiếp ha. Rồi cái thân này thì được nâng hoàn toàn khỏi đáy biển và được chuyển dưới nước ha, được chuyển mà ở dưới nước luôn. Vô cái nôi, nâng cái nôi á. Cradle cái nôi á. Cái nôi nâng. Thì điều này yêu cầu cái việc lắp vị trí chính xác để đặt cái chân vô những cái đinh cố định, stubbing joint là giống như là những cái trục cố định đi ha, của cái nồi nâng. Thực ra là nó trả lời được cho câu 11 và 12 luôn nha các bạn. 12 đi trước á. Cái thân tàu được đưa vô cái gì? À, được hạ thấp xuống vô cái gì nè? Vô cái gì nè? Hồi nãy nói á. Và cái chân được đặt vô cái gì? Cho thầy hai đáp án nói trước đi các bạn. Rồi đáp án các bạn ơi. Rồi 11, 12 ha. 11 là stopping guys, lives in cradle. Rồi, 23. Rồi, các bạn còn lại ghi ha. Xong rồi thầy sẽ đọc câu cuối luôn.
Stubbing Guy và Listen Cradle. Đúng rồi, hai đáp án đúng ha. Còn câu cuối thầy đọc không cho. Vẫn là quan trọng là mình hiểu được cái bài nha các bạn. Rồi cái nồi nâng này được thiết kế để gắn, để khớp với con tàu á, để đựng con tàu. Sử dụng cái bản vẽ khảo sát khảo cổ và nó được kết hợp, nó được gắn với cái túi khí ha, để cung cấp cái đệm hơi cái đệm đó các bạn, cho cấu trúc gỗ của con tàu. Vậy thì cái gì được sử dụng như là một cái vật thêm nè, extra nè, additional, bảo vệ thêm cho con tàu? Đó chính là cái túi khí ha các bạn. Air part ha, air pass nè. Còn cushioning thì đây nó đây nó chỉ nói là rotation, đây là cushioning. Rồi, tới đây được ha các bạn, tới đây được rồi, xong rồi đó. Rồi, các bạn nâng cao lên nha, chuẩn bị phần tiếp theo. Ai học nâng cao thì ở lại nha. Rồi, để thầy nhắn các bạn nâng cao lên. Bài này hôm nay cũng nhanh nè, khỏe ha.